dễ thương quá trời. Em ăn cơm chưa? Thương quá ta. Mày em ăn cơm chưa? Em ăn rồi. Em có ăn cơm với rau không? Em ăn rau luộc hay rau xào? Có chấm nước tương hấp chưa? Em ăn rau luộc. Anh đừng nói lữa cho mẹ em ngủ. Mày gọi mẹ mày ra đây. Tao ru cho mẹ mày ngủ. Anh ơi lấy cho em cái áo chó thoại mặc. Là mày chửi tao hay là mày kêu tao cái ảnh con chó? Quang Trung với Nguyễn Huệ có họ với nhau đâu mà anh em. Quang Trung là họ gì, họ Quang à hay là sao? Nguyễn Huệ là họ Nguyễn rồi. Đừng hỏi sở khách là top hay boss nữa. Người ta là người. Là top hay boss gì đâu mà chúng mày cũng đâu được ăn. Quang Trung Nguyễn Huệ, Nguyễn Huệ với Nguyễn Trãi chắc có họ đấy, cùng họ. Còn Quang Trung thì không biết. Bối á,지금 내가 뭘 본 거야? 어머, 맛있게 드세요. 감사합니다. Thật sự là tớ phải tìm cả một buổi chiều mới đủ đủ để gói mấy năm cái gói là đáng đó. Tại vì trời cũng rất nắng nữa. Chiếc cặp của gói Kawa tớ rất thích nên mới không phát cho cậu nữa. Nhưng em này cũng rất xinh, mong cậu nhận nó. Và sẽ cảm hẳn là không phát. Ôi, có quà nữa mà người phát cả khác hả? Anh chờ.
anh ổi của ta đâu. Tại sao lại biến mất không chị? Thì không đi phát đâu đó. Nhưng mà ủi của tao đâu? Ôi cơ hoa của tao đâu? Thường như khi nhìn em, anh đã không đủ tâm dầm đôi hàng mi ướt. Quen nhiều đêm, thêm nhiều thêm bao. Mộng mơ giờ biến tan thành bao tuổi tiên. Em vẫn cứ mong đôi ta có nhau. Và khi em rời đi, anh đã không cầm đôi bàn tay của em nữa. Em đừng đi, xin đừng đi, chỉ là những câu chưa từng nói. Ở cạnh vỡ hoa tan dần phai, hoa tàn trên mái tóc, sao giờ em mới khóc.